Đây là ná SK1 mini được sầu cover lock thiết kế, thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Bài tới bài lùi, sầu cài với lưng dí nữa. Lại nè. Con này bự lắm. Đang đợi nè. Nó đã kêu ở kìa, kêu bên sông. Ngay đầu. Gái với anh hả mày? Hết chạy. Ây da. Được quá em luôn, mới được con mà trời, xiên táo luôn. À. Tu hú heo. Thử nghiệm tu hú heo. Tu hú heo. Nhau lưng nữa coi. Hơi bị nặng đó. Về tối nay hai anh em mình sương sương kiếm hai bà con nữa coi. Nướng màu vậy. Trời, trời nó bự. Con này hồi vậy không heo gì là mập rồi. Là nó quá to rồi. Nặng. Rồi vô bịch đi em. Con đầu tiên của hai anh em mình. Nãy thì hai anh em mình đi ngoài lộ chính mà anh Minh không chịu đi. Giờ hai anh em mình đi về. Dạ, anh em mình kiếm mồi, tối anh em mình sương sương. Tiếp anh em ơi. Mắt có kiến cái này. Đền gì á? Trời, nó như thánh vậy trời. Dưới đầu hả vậy? Ngay đầu luôn. Dướng ngay đầu rồi. Con dấu giò kìa. Giữa đầu luôn trời. Ghê trời. Rồi bắn đứt tàu lá luôn kìa. Bắn cuốn xài thì ăn được mà. Ghê. Ngã giữa táo luôn nè. Đừng bắn. Ở đây có hai con mà nãy anh em mình qua cái. Ghê trời. Ủa máy vậy? Đúng là lưng nghe nè. Không phải giữa táo mà ngay giữa lưng. Ngay trung tâm thương mại. Lưng thấy con ngói nè. Kỹ vô. Rồi đưa đít luôn. Qua mép kia. Rồi, cơ hội. Bút đẹp. Không có vũ. Kéo căng ra hết vũ luôn. Đồ nào sống. Trời, á lưng giờ không phải như xưa nữa trời. Tiếp theo anh em ơi. Anh em mình đi tèo tèo về kiếm ít mồi rồi anh em chút nữa mình nhâm nhi rồi mình về ngoại mình ở. Lưng thì gần nhà ngoại. Mới thấy đáp vô. Lưng giờ không phải như xưa nữa rồi. Chưa kịp khóc. Còn con nào nữa không? Làm cái cặp quanh này. Lưng thấy cù còm anh em. Để sau cái kiếm góc quay cho anh em coi. Mà nãy mới bắt mưa. Lưng bắn. Gớt. Trời ơi trời. Trời ơi, gì mà không gớt kìa. Trời ơi.
nó chắc ăn là rớt bên giường mới luôn rồi đó, nó xà xuống luôn rồi. Rồi xong không bị nữa nè, giúp giúp nó. À, hai anh em mình dở dưới luôn. Đúng rồi, chặt cây. À hay quá lưng ơi. Rớt luôn rồi. Trời trời rớt đẹp vậy. Cuối cùng dính nè. Lưng nó giật. Lưng nó vớt nãy giờ. Con tơ mà nè. Ồ, bị bịp tơ nè. Hồi nướng nó mới ngọt. Lưng bắn tịt quá. Còn con tôm hú mà hai anh em mình bắn cái hụt như chỗ này là bắn hai lần rồi nè. Giờ thì tình tèn qua phà về. Sắp tới nhà bạn Lưng. Gọn nha. Trời ơi trời, chắc bên luôn nè. Đẩy nguồn trống rồi. Trời trời, hai con nó vượt nhau kìa anh em. Rồi xong rồi. Ê, trời ơi. Đậu phơi nó bay luôn trời. Kìa, bay lông luôn kìa. Rồi lông bay trắng chạy luôn nè. Chút nữa được con cục còm anh em. Ừ, lông trắng chạy chân. Văn lông cánh, lông đuôi từ lưa chân. Này là cái này lông đuôi à. Này lông đuôi. Bị thương rồi, bị thương rồi. Nó nằm ở đó một hơi, nó bị chưa quay chứ. Ừ, con kia ăn súng. Mà có nước thùng ba. Bò phải ơi. À, chán gì. Ôi, bị chứ. Ambi, không biết mình qua đây có chó không nè, nhưng mà cố gắng. Rồi, chưa gớt. Ambi nằm rồi. Quay lưng, quay lưng. Nó nằm đọt nè. Đây nè em. Nó dướng ra kìa. Nó cố gắng nó leo lên. Qua phụ lưng ơi. Mới được cái đậu. Nó mì mà nó chưa rớt nè em. Không. Trời, má bồi mà nó không gớt bê luôn. Trời. Rồi mé bển luôn rồi. Trời. Cuối cùng cũng được con thứ hai của anh em. Anh không thấy đâu. Anh thấy con này mà. Vậy hả? Ê, lấy cái vụ nó núng quá vậy. Rớt ao quá vò luôn nè. Trời trời, ôm một viên bi quay mà dãy. Thế nào không dính rồi chứ. Cầm đi. Ôi, ôm một viên quay nằm chơi dơi luôn. Còn con đen nữa hả? Tụi ca bắn nãy trúng trong cái bụng dưới đó. Nó dậy gồ rồ luôn nè. Ở đây hai con mà con kia nó không kêu. Con kia nó không kêu thì sẽ biết được nó bắt.
biết à, giữa tim luôn. Tôi hút bên kia à, giữa tim luôn trời à, chết tốt luôn trời. Đừng còn nha nè, trời ơi tổ đại nữa. Thằng nào về nhăn lưng để thúc đó. Còn con đây nè, đợi vô anh em. Quá đỉnh. Con mình đọng đó kìa. Đi thôi, quay 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 tiếp cho anh em. Kìa, kìa, kìa. Kỹ vô, kỹ vô, kỹ vô. Ức, 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 ức. Ức. Gần vô. Làm sao sống nổi. Bội đừng lên tiếng nha. Cái con máy luôn nó bay đó. Bội lẻ đấy. Lẻ. À, sao bội không dính rồi. Con này sót rồi. Rồi. Chết. Chết rồi, chết rồi. Còn máy sao không qua ta? Cô máy gài sao luôn hả? Nó. Con này hai viên rồi nè. Ngay đầu. Lụm. Chưa. Nghe ai quẻo ai quẻo ai. Quẻo ai quẻo ai. Chưa mà. Ừ, đó. Bỏ vô luôn ấy, bỏ vô luôn. Thì chỗ này ăn được hai con nha anh em. Con mềm biệt với con này nữa nha. À, chỗ này dứt được hai con anh em. Ừ, hai con bông. À, chỗ này dứt được hai con. Nè, bộ dứt cổ luôn. Đã. Sướng, còn con bên kia kìa. Đứng bả nãy giờ luôn, đâu qua đâu. Rồi, vô rồi. Mình. Rồi hiện tại là Sầu Ca về tới nhà bằng lưng anh em. Hai anh em mình nãy chia tay, mình cu B với cu Sang, thì hai anh em mình về tới nhà đi sang vòng vòng về. Ê, hả? Đâu chim đâu? À, lưng thì Lưng thì nấu cơm anh em, chuẩn bị Sầu Ca với Lưng ăn sang cơm. Lần nào ghé nhà Lưng thì cũng có bữa cơm chứ. Lưng rất là chu đáo ví dụ đó, cơm nước đầy đủ. Đây cho anh em coi thành quả của hai anh em mình đi sương sương từ ở Gò Quao về. Trên đường về nè. Hơi nặng nha anh em. Hơi nặng và hơi bị chuẩn đó. Bắn thì hôm nay Sầu Ca bắn cây ếch cái năm chặt cột. Mình lại chỗ này mình nấu lông. À, Sầu Ca bắn cây ếch cái năm chặt cột nè anh em. Này test lại gắn cho thừng lại bắn cho tốt, bạn mốt làm cho video cho anh em coi. Thì không gầy mài cây nào anh em gửi tay cái đó, thì cây này Sầu Ca mới mài xong. Cây này chặt 64 đầu 12 nha anh em. Elip. Đó, thì bắn khẩu dây là 17 11 240, Sầu Ca bắn 18. Đó, da nâu của Sầu Ca nha. Rồi, thì Sầu Ca review cho anh em coi nè. Coi còn sống không, nó chạy nữa. Mấy con này nó nguy hiểm lắm. Đây, một con. Con này nãy Sầu Ca thông đích nè. À, đây. Sợ nó chạy ra đổ từ từ anh em ơi. Hai em. Hôm bữa thì quay có bằng lưng bằng review mà giờ bằng lưng mới đi nấu à. Nấu cơm à. Còn sống rồi nè anh em. Ba em. Tôm hủ. Hai tôm hủ. Chim cu nãy lưng bắn, cu ngói lưng bắn đỉnh lắm nè. Tu hú vòng vòng nhà bằng lưng con nhóc. Đây nè, đây còn tu hú nữa. Được ba em tu hú, hai em bịp,
hai em cu. À, đỉnh chưa? Cái này à, lưng bắn con gọi kiến nữa. Rồi tổng cộng là 2, 4, 6, 8 em. Đấy anh em thấy không? Nhìn chút xíu là có rồi. Này chứ đường về nha, chứ không có dạng đi săn. Không dạng đi săn chiên. Đó, giờ thì Soka sẽ chụp hình. Rồi nhấu lông rồi vô nhà bạn lưng Soka. Soka với em bạn lưng sẽ ăn cơm. Rồi Soka về nhà ngoại Soka. Đấy, anh em có mua thùng thì liên hệ xuống thông màn hình nha anh em. Rồi, chào tạm biệt anh em nha.